Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú ơi, giờ thì chiều rồi, bây giờ mình sẽ đi lau đèn châm dầu cho cậu nha cô chú anh chị. Câu cả là giữa bắp với tài thôi đó. Là lau cười dọn dẹp ha, châm dầu cho cậu. Dầu còn không? Dầu sẽ lấy bình dầu kia. Còn còn mấy dầu đỏ cho nó. Đây, có dầu trắng nè. Hả? Vậy rồi. Ủa cái mình đây, đây có bình mới nè. Ủa cái sắp cái giấy nữa mình cầm đâu rồi ta? Đây. Ủa cái sách khăn giấy này ở đâu rồi là con này? Đây à, nghi có mấy cái đem dạ. Nè, khăn gì? À, khăn giấy nước hôm nãy nó mới. Ơi, cái che camera kìa. Qua đây ngồi nè. Qua đây nè. Thôi rồi. Tưởng không có. Ủa gì rồi, hãy để đây cho chị. Không không thôi rồi rồi, đây nè. Có lau đèn rồi vô đây lau nè. Chào lên đây ạ. Lau lau chùi chùi công việc thường ngày thôi cả nhà ơi, chùi chùi lau lau. Giờ hôm qua là bắp không mới lên thì nói chung là nhờ tại làm hết đó, hôm nay mình lên mình phụ lại, phụ lại hả? Phụ lại tí xíu nữa để không ở mình. Thank you.
bất ngộ là một người mà viết thư tay cuối cùng của Việt Nam mình luôn. Ông viết biết bao nhiêu bức thư để giúp cho những đôi tình nhân đến với nhau, yêu nhau, xác lập kỷ lục luôn. Nãy giờ cái mic nó bị hết pin mà không hay. À, em không nghe gì. Nãy giờ coi như cái video của em là nó mất khúc rồi đó. Đây, anh cô bắp cũng tư rồi ta. Buổi chiều ở đây bình yên. Nhà chị em bữa chị nó ở Thủ Đức hả? Đồng Nai hả? Nhà luôn hả? Ở Đồng Nai. Hôm bữa chị đi Bình Phước không? Ừ. Bình Phước chị ghé hả? Từ đây chị chạy về đó bao nhiêu xa? Về nhà hả? Dạ. Cỡ tiếng chạy nhanh là chứ không phải một tiếng à. Chậm lắm, tiếng không mấy. Ồ. Hồi bữa mấy bữa trước mấy lần trước lúc mà cậu mới mắc á. Em hay từ Sài Gòn em về xuống đây á, Sài Gòn xuống đây cũng tiếng mấy á. Tiếng khoảng tiếng 20 phút. Nếu mà chạy nhanh. Thì, dạ. Đường này đường nhà chị rồi. Nói như tụi em chạy chắc tiếng. Dạ. Chị chạy lâu tiếng mấy. Tại vì chị lâu chị mới đi chứ. Hôm trước em ngày nào cũng đi riết ngán. Đi riết ngán nhưng bây giờ không đi nữa. Chiều mai em mới đi. Gì hả? Dạ, thấy trời không mưa phải không? Dạ. Dạ. Hồi sáng em ở đây em vuốt cái nấm mộ lên nhìn đẹp không? Đó. Ở đây mình thắp nhiều đi, cắm vòng vòng đi chị. Cắm vòng vòng cho bác được ấm. Dạ. Chị mới đây mà à, bắt ngộ đây thì nghe nói là học viên tạo điều kiện là miễn phí luôn á chị. Bây giờ mình sẽ thắp hương cho bác ngộ của chú anh chị. Của Hoa Duyên chị à? Anh thắp tắt hay là anh thắp? Người ta thắp tắt à? Không, tự nhiên tắt. Mới nhang nãy à? Ừ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2023 âm lịch. Còn nguyện cầu cho bác Dương Văn Ngộ, sinh năm 1930, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023. Trước mặt con đây thì sớm được vãng sanh, được siêu thoát phải khỏi an lành, khỏi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho tất cả mười phương pháp giới chúng sanh cùng với tất cả anh hùng chiến sĩ tử nạn ở dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm theo chánh pháp để cuối đời có thể tất cả trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng hôm qua mấy con nai nó vô nó ăn bông, nó đi vô. Dạ. Nó, bông của bác cậu hả? Đúng rồi. Nó vô nó cái chân nó đạp lên đây luôn nè, lởm chởm, cái sáng cái em phải vuốt lên như này.
cho nó đều cái mộ nhìn nó đẹp hơn, chứ hồi sáng nhìn nó lởm chởm lắm. Sáng thì vuốt vuốt lên vậy nè cô chú anh chị, cho cái mộ của bác nó dung dung lên cho nó được đẹp. Cát ở Hội Viên nha cô chú anh chị. Cát này là một loại cát gì không biết, nhưng mà theo như được biết là xây ra, được xây ra, xây nhuyễn ra. Nam mô A Di Đà Phật. Nói chung là bác về đây thì cũng được anh em YouTuber, bà con cô bác biết được á. Rồi cái đèn này là không nên để đây đâu, lấy xuống đi. Nó quéo cái dải. Nó nóng. Nó cháy hết rồi, nó quéo cái dải nè, nó nóng quá trời nè. Đèn là cũng vậy, để xuống quá. Đúng rồi. Mình để xuống dưới đi cô chú anh chị ơi. Tới lúc mà nó cháy hết á là nó sẽ quéo cái dải. Để anh đợi sát bên đó ăn cây nữa kìa, hai bên hai cây cho nó đồng. Không sao đâu, không sao đâu, cứ vô đi. Đó, cứ chú chị. Đó. Vậy để ngay chân, ngay chỗ cái chân anh. Không mà nó cao mà. Vậy sợ ha. Vậy để đây góc này nè. Đúng rồi. Tại vì sẽ dễ bị táp. Mình xin hai cây mình đi thắp cho soạn giả với nhà thơ bên đây của chú anh chị. Anh đốt giùm em. Anh bắp anh đang đốt nhang thắp cho nhà thơ Kiên Giang với lại nhà văn Sơn Nam của chú anh chị. Nhà văn Sơn Nam thì cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh luôn á. Đây là nhà thơ Kiên Giang cả nhà. Ông Dương Văn Ngộ đây cũng nằm kế ông. Nam mô A Di Đà Phật. Con gửi cho một nén hương. Nam mô A Di Đà Phật. Chị đọc cái bản này chưa? Đại lễ Vu Lan. Chị đó, chị Tuyết Mai, chị chưa đọc. Bên đây là nhà văn Sơn Nam. Cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây có một cái bát hương. Có cái bát hương mà không cắm, mà cắm vô cái ngôi mộ. Anh đốt lên lại đi. Anh Cùi Bắp đang đốt lại cái nén hương. Nhà văn Sơn Nam nè cả nhà. Đây là mộ của ông. Và đây là cái bức tượng tranh đá. Nhìn rất là giống luôn, rất là giống ông luôn. Và cái ngôi mộ của ông, của chú anh chị nhìn thấy. Em nhìn tới nhìn lui, nhìn hai ba lần, nhìn mỗi lần tới đây là em ví giống như một chiếc xe tăng vậy cô chú anh chị. Giống như một chiếc xe tăng vậy, cả nhà nhìn thấy không? Giống như một chiếc xe tăng vậy. Chắc chắn là suy nghĩ của em sẽ đúng. Vì ông là một người đi tìm hiểu về lịch chiều dài lịch sử của Việt Nam. Giống như là ông biết về những cái ký sự của đất nước Việt Nam, những cái vùng kinh tế mới. Đó. Anh Cùi Bắp cắm lại cho nhà văn Sơn Nam cả nhà. Ở ngoài này có một bài thơ. Em xin đọc bài thơ này một lần nữa. Em đọc cũng khá là nhiều bài thơ này, em rất là thích cho cô chú anh chị. Đây nè. Bài thơ này thì nói về một người con, nói về nỗi niềm của với ba. Ba ơi, lúc sinh thời lòng ba luôn dai diết. Thăng không là linh thú sao chưa về cố hương, chiều chiều nghe vượng hú hoa lá rụng buồn buồn. Ba ơi, quê nội mình ở miệt thứ Kiên Giang, một chặng đường xa lắm nỗi ngại ngần. Các con các cháu của ba, nhất là những bằng hữu thâm tình, sức yếu, tuổi cao e là khó bời lui tới thăm viếng. Ba ơi, nỗi niềm của ba chúng con luôn thấu hiểu, giờ đây hạt bụi khiêm nhường giữa dòng đời xuôi ngược.
xin hãy an nghỉ nơi mảnh đất Bình Dương nghĩa tình giữa lòng Nam Bộ ruột thịt thân thương, để bao tấm lòng cảm phục tiếc thương ba và tình thương của các con được cơ hội tỏ bày. Trưởng nữ Đào Thí Hằng. Thưa cô chú anh chị, đó là bài thơ của một người trưởng nữ tên là Đào Thí Hằng đã gửi cho nhà văn Sơn Nam. Phải nói là nghe một bài thơ mà rất là muốn khóc luôn cô chú anh chị, da diết nỗi buồn ha. Thôi thì tới đây thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Và video em xin lỗi cô chú anh chị, em chưa thắp nhang cho cậu Năm nữa. Em định kết thúc video, bây giờ em sẽ đi về mộ cậu Năm thắp nhang và chào cậu Năm. Chú anh chị ơi, bây giờ mình sẽ thắp nhang trước khi đi về của chú anh chị, thắp nhang cho cậu Năm ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên tại kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Quang, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, dương lịch nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023, âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023, cùng 10 phương pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm hồi hướng cho tất cả hương linh nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương cũng như là 10 phương pháp giới chúng sanh, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu Năm ơi, đây là ba nén hương buổi chiều nay, con chào cậu Năm con về. Vì ba nén hương này là của con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube và trong và ngoài nước, nguyện cầu cho cậu sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Tối nay cậu ở đây, cậu đọc niệm Phật cùng với con nha cậu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, con gửi cậu một chiếc thuốc ha. Nam mô A Di Đà Phật. Lời của chú anh chị ơi, có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn của chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ha. Bye bye cả nhà.